Buổi trước thì chúng ta cũng đã nói về cái các cái cách che giấu một phần của hình ảnh đó. Và chúng ta đã giới thiệu ba cách. Một là chúng ta dán một cái vùng hình ảnh được copy vào trong một vùng chọn để che giấu những cái phần hình ảnh nằm ngoài cái hình hài và diện tích của vùng chọn đó. Chúng ta có cách thứ hai là chúng ta bọc một cái layer vào trong một cái layer nhỏ hơn ở bên dưới. Và cách thứ ba là chúng ta tạo ra một cái mặt nạ và điều tiết cái phần hình ảnh mà được hiển thị ở trên cái đó bằng bằng cách là vẽ màu đen hoặc là màu trắng vào trong cái mặt nạ đó. Thế tương ứng với những cái chỗ nào mà có màu đen thì hình ảnh sẽ bị giấu đi, tương ứng với phần màu trắng thì nó sẽ được giữ lại. Còn nếu mà chúng ta đưa vào một cái màu xám thì tùy vào cái màu xám nó nhiều đen hay là nhiều trắng mà nó sẽ che mờ một phần hình ảnh đi, che mờ ít hay che mờ nhiều thì phụ thuộc vào cái xám đó là nhiều đen hay nhiều trắng. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm việc giới thiệu nhanh thử một cái này, nó kết hợp giữa cái kỹ thuật là tạo vùng chọn này, kỹ thuật xử lý mặt nạ này, cộng với lại cái một chút về cái chế độ hòa trộn blending mode để chúng ta có thể là lọc một cái ảnh mà có nền trắng như thế này để chúng ta ghép vào trong một cái hậu cảnh khác. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có hai layer đó, một bức ảnh gồm có hai layer. Và một cái layer phía trên này thì chúng ta thấy là một cái bức hình chụp có nền phông nền là trắng đó. Bây giờ tôi không muốn là sử dụng cái phông nền trắng này nữa mà tôi muốn là ghép nó vào một cái hậu cảnh có màu sắc hoặc là một cái gì đó nó khác biệt một chút. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ năng là tạo vùng chọn này, tạo mặt nạ này, cộng thêm một chút nữa là về cái chế độ blending mode để mà chúng ta có thể là ghép thử cái bức hình này vào trong một cái hậu cảnh khác đó. Thế thì ví dụ như là các bạn thấy là chúng ta có một cái nền trắng như thế này. Thì hôm trước chúng ta có nói là sử dụng một cái phương pháp nào đó để mà chúng ta tỉa, chúng ta xử lý những cái chỗ mà nó tương đối là phức tạp đó. Ví dụ như hôm trước chúng ta làm một cái đầu lá dừa chẳng hạn, thì chúng ta có sử dụng cái công cụ tẩy nền để chúng ta lọc đi. Tuy nhiên trong cái trường hợp như thế này, những cái phần tóc nó rất là mạnh và nó ám cái màu của cái background màu trắng vào rất là nhiều, thì cái công cụ này cũng không dễ để cho chúng ta có thể là lọc được. Đây ví dụ như là chúng ta có thể duplicate thử một cái layer lên đây. Bây giờ tôi tắt thử một cái layer này đi và chúng ta thử xem cái công cụ tẩy. Hôm trước chúng ta nói chúng ta có thể là lọc được cái tóc này ra để mà chúng ta ghép nó vào cái hậu cảnh như là chúng ta mong muốn hay không. Đó, chúng ta sẽ lấy cái công cụ tẩy nền, chúng ta đặt cái hình chữ thập vào trong cái phần nền trắng, sau đó thì chúng ta tiến hành là tẩy thử. Tất nhiên là nó cũng tẩy tương mà ám cái màu của cái nền trắng vào tương đối nhiều, cho nên là mặc dù là tẩy được đi cũng rất là nhiều cái phần nền, nhưng cái tóc của chúng ta nó không đảm bảo được cái phần đen cần thiết, mà nó trông nó bị dính cái màu trắng vào thì trông nó cũng tương đối là đó là mặt nạ này, và cộng thêm một cái phần gọi là chế độ hòa trộn thì chúng ta sẽ ghép được cái ảnh này như thế nào. Thế bây giờ tôi tạm thời tôi bỏ
đề cập tới một nhịp rồi. Thế thì khi mà chúng ta để một làm việc với lại một cái layer thì thông thường mặc nhiên là nó sẽ để ở chế độ normal. Thế và khi mà chúng ta thay đổi một cái chế độ hòa trộn đi thì nó sẽ có một cái độ xuyên xuyên thấu nào đó, và tùy vào cái chế độ hòa trộn của chúng ta mà cái hình ở phía trên nó sẽ ăn nhập vào, nó sẽ trộn vào với lại cái phần layer bên dưới đấy. Nó sẽ tùy thuộc vào ví dụ Lighten hay là Dark thì nó sẽ cho chúng ta những cái chế độ hoàn toàn khác nhau, cách trộn, cách hiển thị hoàn toàn khác nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng cái chế độ này để chúng ta làm việc cùng với lại cái bức ảnh này, để chúng ta thử trộn nó vào với nhau, vừa giấu được cái nền trắng này đi và đồng thời là chúng ta sẽ cho nó vẫn 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 lọc được, giữ được cái tóc đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta duplicate layer để chúng ta tạo ra một cái bản sao. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ tạo vòng tròn. Các bạn có thể sử dụng công cụ bất kỳ để tạo ra một cái vùng tròn ở trên cái hình này. Lấy cái hình cô gái này, sau đó thì các bạn cũng không nhất thiết là phải cố gắng là lọc kỹ mili ti từng cái sợi tóc làm gì, lọc tổng tạo một cái vùng tròn mang tính tổng quan thế này thôi. Thế thì cái vùng tròn này của chúng ta tạo ra thì nó bao gồm cả tóc cả nền đó. Nên sau khi mà chúng ta làm đến đây thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ để chúng ta sẽ che chắn một phần cái nền này đi. Đây, bây giờ tôi tạm thời tôi tắt bỏ cái layer bên dưới nhé. Chúng ta làm việc với layer bên trên. Nếu như bây giờ tôi bấm vào cái biểu tượng mặt nạ thì mặt nạ sẽ được tạo ra, và những cái phần mà nằm ngoài vùng chọn của chúng ta thì nó đã bị giấu bỏ đi. Đó, giấu bỏ đi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy nền. Tuy nhiên là cái phần tóc này thì rõ ràng nó còn dính rất là nhiều cái nền trắng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề như thế nào để chúng ta có thể là vừa làm cho cái nền nó mất đi nhưng mà lại đồng thời là giữ được cái tóc nó vẫn hiển thị. Thế thì lúc này chúng ta sẽ giải quyết như sau. Quy tắc làm việc của mặt nạ thì các bạn biết rồi. Cứ ứng với lại màu đen thì nó sẽ che, cứ ứng với lại màu màu trắng thì nó sẽ hiện. Thế bây giờ tôi sẽ lấy cái bút màu đen này, tôi sẽ tô cái màu đen cho cái mặt nạ này, và chúng ta sẽ tô vào đây. Thế sau đó thì bây giờ nếu mà tôi bật cái layer dưới lên thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta lại thấy cái ô này lại hiện ra đầy đủ. Vì sao? Vì thực ra là hai hình nó giống nhau. Đó. Nó lọc, nó che đi một phần nền trắng của trên này thì cuối cùng chúng ta lại thấy là cái ô trên ô dưới thì vẫn trùng vào với nhau và chúng ta lại thấy cái nền trắng hiện ra. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái thao tác nhỏ họ, tức là chúng ta thay đổi cái chế độ hòa trộn của cái layer bên dưới đi. Bây giờ tôi lại tạm thời tắt cái trên và chúng ta bấm thử vào cái dưới. Tôi chọn cái chế độ ví dụ là Multiply. Multiply thì bây giờ các bạn nhìn thấy là nền trắng gần như là tự động bị giấu đi, mất đi. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ trộn luôn cái hình cô này với lại cái nền đằng sau. Đấy. Tóc rất là rõ. Tuy nhiên là về người, mặt, mũi, các thứ, những cái vùng da sáng thì nó lại bị trộn với lại cái layer bên dưới. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp giữa hai cái. Cái cô này thì tóc thì chúng ta giấu đi một phần
nó cũng không được hoàn hảo lắm đấy, nhưng mà cái phần người thì nó lại rõ ràng đấy. Thế thì bây giờ bằng cách là kết hợp hai cái layer này, một layer thì chúng ta sẽ xử lý để che chắn cái nền, giữ lại phần người, giữ lại phần mặt các thứ cho nó đầy đủ, cho nó rõ ràng. Thế còn một phần thì chúng ta sẽ xử lý là khử bớt cái phần tóc này đi. Đấy. Thế bây giờ đây là cái sự kết hợp giữa hai cái, và các bạn nhìn thấy là sau khi mà chúng ta chuyển đổi một cái đó, chúng ta chuyển đổi một cái thì chúng ta đã có được một cái nền giấu bỏ đi, và đồng thời chúng ta lại vẫn giữ được cái tóc này nó tương đối là rõ ràng. Đây các bạn có thể quan sát trường hợp như thế này thì nó sẽ không bị cái ánh bạc của cái nền trắng nó ăn vào. Tất nhiên cái này thì không phải là trong đây, là một cách làm tương đối là hay, tương đối là dễ làm, tuy nhiên là nó cũng còn phụ thuộc một phần vào trong cái màu đấy. Màu tóc đen, màu tóc sẫm các bạn làm có thể làm cái này rất là dễ đấy, cứ tóc sẫm tóc đen mà trên nền trắng thì cách này là cách gần như là sẽ giúp các bạn lọc một cách nhanh nhất, bỏ cái nền đi, mà chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm vào cái việc mà xóa bỏ nền đi thì thế nào, chỉ cần thay đổi chế độ hòa trộn đấy, và chúng ta giải quyết thêm một chút như thế này thì các bạn có thể là lồng ghép một cái hậu cảnh mới. Đấy, bây giờ thích một hậu cảnh mới, bây giờ bạn không thích cái này nữa, bạn có thể nhập một cái ảnh khác vào đấy, ví dụ place embed, tôi lấy một cái ảnh khác đó. Đấy, chúng ta có thể lấy một ảnh khác. Đấy, thì các bạn thấy rằng là xử lý cái nền trắng đi, bây giờ bạn có thể ghép vào bất kỳ một cái hậu cảnh như thế nào thì tương đối nhanh, tương đối là hoàn hảo, tại vì các bạn nhìn rất rõ rằng là tóc tai các thứ, những cái sợi tóc nó vẫn rất là rõ ràng, nó không bị đứt, nó không bị lem nhem. Đấy, thì đây là một cái bài ví dụ để chúng ta có thể nhắc lại một chút về cái kỹ thuật che chắn hình ảnh, cộng thêm một chút nữa là về cái chế độ hòa trộn, thay đổi chế độ hòa trộn blending mode của một cái layer để trộn nó với lại các layer khác như thế nào. Đấy, thì kết hợp giữa hai cái. Thế còn ở đây các bạn nhìn thấy rằng là có một số chỗ nào đó mà các bạn nhìn thấy là màu mè nó chưa được tốt lắm, có vẻ như là nó hơi bị lẫn vào đây và nó bị hơi lấn vào trong người, đúng không? Thì trong trường hợp này các bạn có thể chuyển đổi, các bạn dùng lại cho tôi một cái bút khác đó, các bạn dùng lại cho tôi một bút khác, tốt nhất là chúng ta nên dùng một cái bút cứng một chút đấy, và chúng ta sẽ tô nắng vào đây đấy, và mặt nạ nhé, và mặt nạ. Tô màu trắng nhé, chỗ nào mà bị lấn thì các bạn có thể là tô ngược lại. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là cứ chỗ nào mà liên quan tới trắng thì nó giữ, chỗ nào đen thì nó che. Đấy. Cách như thế này để chúng ta điều chỉnh kết quả, các bạn đã ghép được một cái bức ảnh vào trong một cái hậu cảnh mới. Đấy, thích du lịch đến đâu thì chúng ta sẽ lấy hậu cảnh đó để chúng ta đưa vào. Thế bây giờ chờ tôi vào một chút, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái ảnh mẫu này để các bạn có thể thử thực hành nhé.